Ôi, bà con đầu răng ngựa à, đầu răng răng nó giống như răng ngựa, nó kêu đầu răng ngựa. Đầu răng ngựa ai không ăn à, đậu cũng là đổ nha bà con, mà đổ cũng là đậu, đầu răng ngựa ai không ăn. Cái này thì nó chỉ có hạn chế à, cô trẻ em 8 tuổi trở xuống thôi, trẻ em 8 tuổi trở xuống là không ăn, còn là ăn được hết. Đầu răng ngựa không sao hết, đầu răng ngựa nó rất tốt vì nó ngăn ngừa cho các dị tật bẩm sinh ở trẻ. Wow, tốt chưa. Nó ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở trẻ em á, thấy không? Loãng xương, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường hệ miễn dịch, thiếu máu, nhiều chất xơ, cao huyết áp, chức năng vận động, phải không? Nó giúp cho chức năng vận động chúng ta tốt, tiểu đường. Nhưng mà đầu răng ngựa thì một ngày chúng ta ăn 200g thôi, 200g, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày. Đó bà con thấy không? Đầu răng ngựa nó rất tốt. Nó tốt bởi vì nó ngăn ngừa được các dị tật bẩm sinh nè, ở trẻ nè, loãng xương, tăng cường hệ thống miễn dịch, thiếu máu, nhiều chất xơ, cao huyết áp, chức năng vận động, tiểu đường. Nhưng mà ta ăn một ngày 200g thôi, ăn 5 ngày là phải nghỉ một ngày bà con ạ. Nhưng mà đầu răng ngựa này đổ đầu nó cũng vậy nha, trẻ em dưới 8 tuổi là không ăn. Nó chỉ hạn chế trẻ em 8 tuổi không ăn thôi, còn bao nhiêu vẫn được tốt. Đó, bà con nhớ nha, bà con nhớ ăn đầu răng ngựa này nó rất tốt nha, bà con rất tốt. Đầu răng ngựa cũng có người ta gọi là đổ răng ngựa, đầu với đổ nó cùng một nha, bà con ơi, xin chào, chào nào nào, mạnh khỏe vui vẻ bà con ơi.